căn nhà đẹp ghê không? Nhà ngày xưa Nam Bộ của bà con mình. Ở khu vườn này bỏ trống luôn, trồng toàn là chuối không. Ở trong đây một cái chiến tích còn sót lại. Cảnh mà những cái chậu hoa ngày Tết chưa bán được, giờ nó héo queo. Ở đây là những cái mã đá. Mã đá này lâu lắm rồi mới thấy được. Con xin phép con quay nha. Đây mình đang chạy tới cảnh phía trước của mình là cây cầu vượt tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Quán cốc ở phía trước, quán mấy cô chú lớn tuổi hay ngồi uống trà đàm đạo. Nhà cửa cảnh của bà con mình sinh sống ở tuyến đường Huỳnh Văn Tiếp. Phía trước là con đường đoàn Nguyễn Tuấn của xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã bước vào địa phận của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ, em xin được mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Quê Nhà Ngày Nay. Hiện tại em đang đứng ngay cái tuyến đường tỉnh lộ 835B. Cái hướng này mình đi về chợ Bình Chánh đó cô chú anh chị. Còn cái hướng phía sau á, lưng của em á, là mình đi về thị trấn Cần Giuộc cũng như là cái ngôi chợ Long Thượng ở phía sau lưng nè. Thì trong cái clip hôm nay xin chia sẻ với cô chú anh chị cả nhà mình một cái đoạn đường, con đường Huỳnh Văn Tiếp. Từ cái tuyến đường lớn á, mình đi mình thấy cái bảng là chùa Vạn Đức, đi vào 150m là cái con đường Huỳnh Văn Tiếp, mình sẽ đi qua được cái ngôi chợ Hưng Long ha. Thì suốt cái tuyến đường này bây giờ nó cũng còn ảnh hưởng rất là nhiều cảnh làng quê cũng như là mức sinh sống của bà con mình nơi đây. Nó còn gọi là cây nhà lá vườn đó cô chú anh chị. Thì bây giờ mời tất cả cô chú anh chị mình cùng đồng hành với em trong clip hôm nay để khám phá cái con đường Huỳnh Văn Tiếp hướng đi về chợ Hưng Long ngày nay nha cô chú anh chị. Rồi mình đi thôi cả nhà ơi. Ở phía trên là xã Long Thượng, một cái bản cổng trào ấp văn hóa Long Thạnh ngày nay. Khi chạy vào trong đây là mình cảm giác nó rất là mát hơn ở phía con đường ngoài. Con đường ngoài là hiện tại đang làm vỉa hè đặt cống. Ở phía ngoài coi như là đất đai bụi bặm rất là nhiều nha cô chú. Trên đường thấy cũng có những cái chỗ mà buôn bán kinh doanh. Đường này xe hơi chạy vào đây thoải mái luôn. Từ cái chợ Long Thượng đó mình di chuyển qua chợ Hưng Long thì khá là gần theo cái tuyến đường này nha. Quán cà phê rỗng mát ghê không. Nhà cửa cảnh của bà con mình sinh sống ở tuyến đường Huỳnh Văn Tiếp hướng ra chợ Hưng Long ngày nay. Thì đi đâu tầm khoảng chừng một nửa hay sao đó cả nhà, mình sẽ hết cái khu vực của Long An, đặc biệt là huyện Cần Giuộc á. Rồi giáp ranh nó là xã Hưng Long của thành phố Hồ Chí Minh. Đâu đó cái đoạn mà gần cái cầu vượt Bến Lức Long Thành đó, tuyến cao tốc đó. Ở đây cháy quá trời luôn. Cỏ mùa nắng mùa khô này nó cháy à, đen thui hết ráo cả nhà. Phía trong này đang có nhiều cái dự án quy hoạch hay sao nè. Dự án quy hoạch về khu công nghiệp Hải Sơn á, khu dân cư Hải Sơn ở phía trong này, nó song song với cái con đường này á cả nhà. Bên đây còn đồng ruộng, cái mùa này là gặt hết rồi, còn rơm rạ, mình thấy cảnh rơm rạ thôi. Ruộng cũng khá sâu luôn. Quán cốc ở phía trước, quán mấy cô chú lớn tuổi hay ngồi uống trà đàm đạo. Cái đoạn cảnh này mình thấy là không có nhà cửa nhiều. Đồng ruộng ở bên là những cây quang nó mọc quá trời cả nhà. Ở trong đây một cái chiến tích còn sót lại. Cảnh mà những cái chậu hoa ngày Tết chưa bán được, giờ nó héo queo, héo khô, héo ráo trong đây.
quá trời chậu luôn. Một mùa qua Tết không được như ý nhà vườn. Tiệm bán đầu câu gần câu chì. Nãy giờ chạy thấy nhiều cái con hẻm lắm cả nhà. Hẻm nhỏ nhỏ vào phía trong đó. Nhưng mà mình chỉ đi chính chánh ha. À, căn nhà này có đề co cỏ phía trước đẹp ghê không? Em học sinh chạy xe đạp mà sao nó chạy nhanh dữ vậy? Này xe đạp điện. Sáng sớm buôn bán đồ ăn sáng tuyến đường này thấy cũng nhiều đó cả nhà. Tiệm sửa xe, tiệm thuốc tây đủ. Theo em tìm hiểu được thì cái khu vực này ngày xưa nó vắng lắm, mà thời gian nó xuống đất mà tới vài năm trở lại đây thì bà con mình về đây ở trên cái mặt tiền cái tuyến đường này rất nhiều nha. Quán cà phê phố quá trời lớn vậy. Ở phía bên không gian phía bên trong rất là rộng luôn. Chủ yếu cái con đường này là người Sài Gòn về đây nhiều lắm cả nhà. Đây ráp mà xe đạp điện nè, cũng về tới đây luôn nè. Giờ thấy cái mô hình mà chạy ráp xe đạp điện cũng nhiều lắm, đâu đâu cũng thấy cả nhà. Nó coi như nó cạnh tranh với ráp truyền thống ngày xưa giờ. Căn nhà đẹp ghê không? Nhà ngày xưa Nam Bộ của bà con mình. Bông dọc theo cái tuyến đường này bà con mình trồng. Nhìn nó rất là đẹp, cái mỹ quan của cái con đường. Trong đây có trường mẫu giáo nữa nè, trường mẫu giáo Hương Sen. Ở phía trong trồng táo trời cả nhà. Táo hồng giòn đó. Loại táo đó giờ ở khu vực Cần Giuộc thấy cũng có trồng lai rai đó. Táo đó ngày xưa là trồng ở dưới Gò Công không à. Bên đây là Nghĩa Trang Nhân Dân. Không biết Nghĩa Trang Nhân Dân gì, chỉ có để bốn chữ Nghĩa Trang Nhân Dân à. Tấm ruộng này đã trống khi mà mùa vụ xong rồi. Cắt những cái gốc rạ, rơm mà rải đều á. Cái này chỉ cần châm mồi lửa là nó sẽ cháy. Căn nhà đẹp không? Mặt tiền mà thụt vô phía sông, phía trước là đám ruộng. Ở thoải mái lắm. Rồi phía trước nhà vườn trồng chuyên về hoa giấy á. Quá đẹp, không biết phải vừa kiển hay không, hay chồng bà con mình trồng chơi nhiều lắm à. Đây là cái hướng mà chính, gọi là hướng chính để mình đi ra chợ Hưng Long đó. Khu này ở đông, quá trời đông rồi nè. Ở đây có những cái căn nhà, những cái mặt dựng giống giống nhau à. Hầu như đại đa số là nhà đầu tư về xây dựng để bán lại cho người dân mình ở đó. Cũng ở kín mít hết ráo rồi cả nhà. Mặt tiền này kinh doanh được thì mua ở ngon lành. À, tới một cái cù quẹo. Phía trước có sửa xe, cửa xe. Ở trong đây trồng lục bình mà không biết cái có một cái chú không biết làm cái gì ở phía trong. Ở đây là những cái mã đá. Mã đá này lâu lắm rồi mới thấy được. Con xin phép con quay nha cả nhà. Cô chú ở đây. Rồi mã đá đó tiện sao mà điêu khắc đẹp. Quán đồ ăn sáng sát sát nhau hết giáo luôn ha. Giờ này cũng tầm khoảng 9 giờ sáng cả nhà.
Em đang di chuyển trên cái tuyến đường Quỳnh Văn Tiết để ra hướng chợ Hưng Long đó. Bún cá là 25k ngay một cái gốc, có cái cây mát rượi rượi luôn. Ở khu vườn này bỏ trống luôn, trồng toàn là chuối không, nhà vườn trồng chuối không luôn á. Mặt tiền đó là mặt tiền kinh doanh đó, mà không hiểu sao bỏ trống luôn ha. Chỉ trồng chuối thu nhập nó đâu có bằng mình xây phòng trọ mình cho thuê. Có nhiều gia đình thì có kinh tế với lại công việc ổn định thì mình trồng cái đó để mình hưởng thụ, mình lấy cái không khí mát mẻ, sức khỏe cho gia đình thì cũng tốt cả nhà. Không cần thiết phải kinh doanh nếu mà có thu nhập ổn định. Qua một cái cua quẹo, mình đã qua một cái cua quẹo và khu vực này là mình đến cái cầu vượt. Phía trên là cầu vượt của tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Đi ngang ở dưới nó mát lắm cả nhà. Ở đây ao sen nè. Ao sen này nó rất là đẹp luôn á. Mùa này là khô không còn miếng nước rồi. Cô queo quéo lại luôn. Tiệm bạc. Đây mình đang chạy tới cảnh phía trước của mình là cây cầu vượt tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Ẩm thực hội quán. Phía trong có một cái hội quán gì nữa. Dưới đây có bán nước ngọt, cà phê đá Công Vắc nữa nè. Mát không? Mình di chuyển dưới dốc cầu rất là mát luôn cả nhà. Mình qua cái khu quẹo này nữa là tới ngôi chợ Hưng Long phía trên rồi. Thì nó không còn cảnh đồng quê nữa cả nhà. Ở đây là coi như là kinh doanh là thành thị luôn á, tâm nghịch. Chợ Hưng Long ngày nay nếu mà ai đã từng theo dõi trên kênh của em sẽ biết, cũng có nhiều clip em quay, nó rất là sôi động, nhộn nhịp, không thua gì những cái chợ mà lâu đời ở đây luôn á cả nhà. Buôn bán rất là nhiều luôn á. Phía trước là con đường đoàn Nguyễn Tuấn của xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã bước vào địa phận của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Phía trước này là chợ Hưng Long nha cả nhà. Rồi có lẽ tới đây thì em cũng xin ngừng video clip lại. Cảm ơn cả nhà mình đã cùng theo dõi, cùng tham quan, tìm hiểu khu vực con đường Quỳnh Văn Tiết với em trong clip hôm nay. Cảm ơn cả nhà, chúc sức khỏe. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trên video clip tiếp theo trên kênh Quê Nhà Ngày Nay của em nha.